công lên đấy rồi đấy. Mình đi đi. Đằng sau mình có tiếng nổ ạ. Vòng hẳn đi á, vòng hẳn sang Đang đây, bắn nhau kìa. khu đó đi. Đó. Đằng sau mình còn người đấy, còn tim ấy. Đi hẳn vào trong ấy. Ui, Chống nâu vai. nâu 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 nâu. Mình tiến gần vào đi. Nhưng mà bọn nó vẫn nãy giờ vẫn bắn súng trường đúng không? Ui, quân bắn ngay gần đây. Đây 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 đây. Chỗ tôi ping ấy, chính xác Biết luôn rồi, nhá. biết rồi, biết rồi. Cái nhà đấy. Sao lên tháp vậy mà nhìn. Ô, có thằng nó bị gục ngay gần nhà tôi này, à, gần chỗ tôi này. Đây là nhà này này. Có thằng nữa chết nhưng mà bị dao chém hay là bị cung nỏ bắn nhá. Nó không có tiếng bắn mà tự nhiên nó gục. Mới đang nhìn đây mà chưa thấy ai. Ở phía bên này cũng được, tại vì điểm thoát bên này mà. Giờ Ủa yên mà vãi. sao bọn nó không lấy một tí? Không biết. Quạng ngựa 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 kìa. Đây đây đây, trước mặt trước mặt trước mặt. Bắn luôn. Cung cung Em cung cung một. con kìa, còn hai đi, đúng viên nữa, còn hai nó khoan chạy hết hình như sang là bên. tôi headshot. Đây đây đây, nó bị ngũi đuổi, nó bị ngũi đuổi trên này. Nó chạy vào trong cái nhà trắng này phải. Chúng viên đang chảy máu. Ui rồi, đâu rồi? Đây Ôi, đây đây, sao không lên cùng tôi? Đấy, nó trước mặt này, trước mặt chúng tôi. Tôi lại đi đằng kia. Thế? Tôi lại đi đằng kia, bên kia. Đi cùng nhau đi, công lên, nó đang chảy máu mà. Tôi biết rồi. Cẩn thận. Lùi ra sao à? Tôi nghĩ bà lùi lùi. Chắc là bà không có phải nó. Thấy bên bên thành mà có tiếng lội đó. Sao không mình nó lắm. Tôi đốt xác thôi. Đây là ơi, pha đấy đang công lên nó bị chảy máu rồi, tôi đang muốn công lên nó. Mê cô rồi không? Con Necro có chứ. Từ từ từ. Không, nó đổi vị trí rồi. Nó sang cứu thằng kia ấy. Gì đấy? Sao lại tung con xem ở Tôi đâu? ném ném tôm xe vào xác thằng kia. Cẩn thận. Tôi thấy nó, tôi thấy nó. Phía hướng SE. Đâu đấy? Đau quá. SE ấy, trong trong khu ấy. Khu này á. Ờ. Chỗ cái nhà. Đây đây đây, trước mặt tôi này. Đây này.
cái sau cái nhà của tôi đang đứng thôi. Gần à? Ờ, khá gần. Gần đấy có. Ừ, cũng không gần lắm. Đây nó đang lộ nước này, nghe tiếng. Bên này. Một. Bắn con nước. Ừ, tôi biết rồi. Đang bắn đấy. Ui, nó không hẳn nó chỗ tôi. Nó cầm Romero. Ok, hay. Chỉ nó cầm Romero nào á, chém á. Hết rồi, để tôi lúc xong không? Tôi check. Chưa hết hết dây nãy nãy có đâu không mà. Hết rồi. Vào tí đi. Ê, bọn bot kia hình như sang đây à? Đây sao mà ông nhỉ? Không, nó xa lắm, nó chạy thẳng điểm thoát rồi. Nó xa thích này thôi. Chạy thấy bọn nó lâu, mắc bay thì có rồi. Lâu không về. Ồ, mấy thanh niên này chạy ngoài bắn nhau, thằng bot ạ. Ờ. Chắc là hình như tôi xong phải tôi xong cái ấy rồi. Ai tôi bắn phát hình như headshot. Cái thằng ở Tifa. Hình như là có mỗi một thằng thôi của cái team không phải bounty ấy. Một thằng solo thôi ấy. Nên là bọn nó mới không thèm nhặt bounty. Có mỗi thằng solo nên là bọn nó không thèm nhặt bao ti, bọn nó ra đánh nhau luôn, chiến luôn. Súng đang đẹp mà tính cho bụi vào. Đâu súng mới à hay gì? Đã mua rồi à? Không, nhưng đâu, tôi còn ấy mà. Ô kiểu lúc lại cái kim thể lực cả mấy cái rồi lúc lại là cái bom lửa vắc lại là mai mấy cái này thì thôi dẹp tiền nhiều lắm rồi. Mấy thằng cuối thằng kia nó cầm Romero chỗ nào nó bổ ạ mày. Ông bắn nó lại nó đúng không? Gì một phía đúng không? Không thằng ấy nó ông chết một lần nó... thôi. À. Sao? Bà bắn phát chết luôn à? Không. Không sợ. Ờ. Tại vì game nó hơi lag. Tôi bắn bon em nó không hiện ích. Tôi cứ tưởng là nó bị chảy máu chết cơ. Chẳng biết. Ờ đúng là bắn bon hem thật. Ôi độc quá. Dạ độc. Xong luôn nhiệm vụ headshot và ấy luôn.